cái cảnh khổ nó sẽ diễn biến là máu đào khắp nước, khổ vô cùng, là coi như là không thể nào tả được. Cả thế giới này là hiện bây giờ nó xảy ra những cái sự như là chiến tranh nè, động đất nè, sóng thần nè, rồi giặc giả, là hiện bây giờ nó đang đánh với nhau luôn đó quý vị. Mình nói cái này sơ lược thôi, chứ quý vị biết đó là những cái chỗ mà núi chài núi lở đó, quý vị thấy cái cảnh ghê gớm lắm. Cho nên vì lẽ đó mà Đức Thầy Ngài đã tiên tri cho biết những cái cảnh gọi là khổ tới cái bên, là phải nhắc nhở cho mình là phải làm gì? Phải ráng lo tu. Bởi tại sao? Ngài phải dục thúc mình. Bây giờ công trình của Ngài, sự hành đạo của Ngài đã thành công thành đạo, mà tại sao Ngài không ngồi nơi ngôi vị ở chảnh, mà còn phải len lỏi xuống chốn hầm tràng đang chịu cảnh chê khen? Là vì thương sanh chúng, cho nên Ngài mới lưng chuyển kiếp ở đây. Quý vị biết là lòng từ bi của Ngài rất là vô hạn nha quý vị. Mình nên nhớ rằng lòng từ bi của Phật và của tất cả mọi người, ai cũng có tính Phật hết, nhưng mà tại cái sao quý vị? Mình không chịu thức tỉnh tu thân. Mà Đức Thầy cho biết đó là hiện bây giờ đó là phải gắng làm sao muốn cho thân vượt khỏi lệ, cấm xào trì trí, một bề lo tu. Nhưng mà nói cái tu á, dường như nó ít nghe quý vị. Ở đây mình còn nghe được Phật Pháp, nghe đồng bào, anh em, huynh đệ mình còn nghe nhé. Những cái chỗ khác lấy gì người ta nghe quý vị? Ít lắm. Cho nên ít có người khám rõ cơ quyền. Ta chờ, tức là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Như vậy thì quý vị biết là Đức Thầy đã cho biết trước. Cái năm thìn đó là nó đủ thứ hết, nó nào là coi như là hạn hán gì đó. Như vậy là Thầy đã tiên tri như vậy là nó đúng như cái lời Đức Thầy đã nói hay không? À, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, thì đúng ra là đồng đạo này hỏi ngoài cái chuyện giáo lý, nhưng mà nó không ngoài giáo lý là gì? Là vì Đức Thầy đã cho biết đó, là diễn tả cho mình biết thôi quý vị. Có cái câu giảng như thế này, là tức là Đức Thầy nói là hiện bây giờ đó là cái cảnh là sau đến việc sơn băng kiệt thủy. Như vậy là quý vị nên nhớ rằng là sau này nè, đến việc sơn băng kiệt thủy, mà bây giờ mới có năm nay là năm thìn đó, mà nó lại diễn ra những cái cảnh gọi là nắng hạn coi như là khô đó. Rồi bây giờ quý vị thấy, nhìn trên cái cộng đồng mạng bây giờ đó, là quý vị nhìn thấy như á, hiện bây giờ đó nó đang nổi một cái cồn. Như vậy thì quý vị cũng nên thấy biết là rõ ràng là báo hiệu cho mình biết những cái sự thảm họa là cái gì. Không tu chừng khổ cũng ưng nghe quý vị. Những cái cảnh gọi là khổ, bởi vì á, là cách khoảng vài chục vài chục năm trước đó, thì tôi cũng có đi tắm cồn, nhưng mà cồn á, là nó nổi lên nhiều cái lắm. Nhưng mà tự nhiên á, là qua những cái anh em đồng đạo chúng ta đó cũng chia sẻ là rất nhiều rồi. Nhưng mà có một cái gì nào quý vị, là qua một cái thời gian á, là nghe người ta nói á, là mấy ông đạo bây giờ á, là nói không biết có hay không. Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng Đức Thầy chúng ta đã là một cái vị Phật lâm thàm rồi, Ngài đã tiên tri có hết trơn đó quý vị. Nhưng mà tại vì quý vị thờ ơ thôi, quý vị thấy cái gì lạ lạ cái quý vị nhìn xem, chứ quý vị đâu có coi hết trong cái giáo lý của là của Đức Phật, Đức Thầy. Nhưng mà nhờ cái gì? Nhờ anh em á, tức là chúng ta đang nghiên cứu về cái giáo pháp của Đức Thầy đó, cho nên thành thử ra Ngài mới, tất cả Ngài đã nghiên cứu, Ngài đã nói ra để cho anh em chúng ta biết, để báo lên cho tất cả mọi người đều có cái sự giác ngộ tu hành. Tại vì mình không tin là vì mình không có, ít có xịu xem lắm. Thường thường là mình xem cái gì nhiều quý vị? Đa số thì xem như bắt ốc mò cua, rồi nhảy nhạc, hay là những cái chuyện cải lương, hay là dân dân phiên gì đó, 3000 mấy trăm tập, 300 mấy chục tập, 500 tập, 1000 tập gì đó mình phải coi lắm. Mà nói về đạo đức thì dường như ít có ai chịu nghe lắm. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói đó, không hữu duyên lời lành khó ngộ,
mà cái người ngộ được rồi là đã có duyên xưa. Cho nên thành thử ra Đức Thầy chúng ta ra đời, Ngài nói duyên lành mới rõ được khùng điên. Chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Thì bây giờ quý vị thấy là hiện bây giờ đó, biểu hiện cho những cái sự hạn hán cho mình thấy đó. Mà quý vị nên nhớ rằng là hiện bây giờ Đức Thầy đã tiên tri cho biết là trời giông gió, sái mùa, sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Tức là hiện bây giờ quý vị thấy không? Rõ ràng là hiện bây giờ mình thấy là trước mắt chúng ta là gì? Nó khác nhiều lắm rồi quý vị. Hồi xưa mình còn đốt ống ung để mà hơ lạnh cho nó ấm, mà bây giờ mình còn không quý vị? Coi như không còn nữa. Mà nó biểu hiện cho một cái sự nóng bức là do nơi cái gì? Do lơi lòi người chúng ta tàn bạo gây nên. Là gì? Chế ra những cái vũ khí hạt nhân, chế ra những cái bom đạn, rồi chế ra những cái độc hại, làm cho con người chúng ta bị gọi là hít thụ vô những cái khối độc. Thành thử ra con người chúng ta bây giờ bệnh rất là nhiều, mà đa số là bệnh những cái gọi là kỳ lạ. Cho nên Đức Thầy Ngài đã tiên tri cho biết là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bạo ác không toàn tánh mạng. Như vậy thì quý vị biết rằng là hiện bây giờ Đức Thầy đã nói từ hồi năm 1939 tới nay rồi. Như vậy là quý vị thấy là coi như những cái lời Thầy đã tiên tri cho biết từ là coi như năm 39 đến nay là quý vị thấy biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng mà con cái mà huynh đệ, anh em, tất cả đồng bào ta đều thờ ơ, rồi tới khi mà để nước tới chân lúc đó mới nhảy đùng, rồi làm sao tu cho kịp quý vị. Mà Đức Thầy cho biết nè, máu đào khắp nước khổ vô cùng, nam việt dân tình mà y thung dung, chẳng lo tu tình cầu Phật thanh, để nước tới chân mới nhảy đùng. Nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chẳng mới rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp. Lúc đó bập bè nam mô cung nhập cầu. Như vậy là quý vị biết đó, Đức Thầy đã diễn tả cho biết là phải nhắc nhở cho mình là phải làm gì? Phải ráng lo tu. Bởi tại sao Ngài phải dục thúc mình? Bây giờ công trình của Ngài, sự hành đạo của Ngài đã thành công thành đạo, mà tại sao Ngài không ngồi nơi ngôi vị ở chảnh, mà còn phải len lỏi xuống chốn hầm tràng đang chịu cảnh chê khen? Là vì thương sanh chúng, cho nên Ngài mới lưng chuyển kiếp ở đây. Quý vị biết là lòng từ bi của Ngài rất là vô hạn nha quý vị. Mình nên nhớ rằng lòng từ bi của Phật và của tất cả mọi người, ai cũng có tính Phật hết. Nhưng mà tại cái sao quý vị? Mình không chịu thức tỉnh tu thân. Mà Đức Thầy cho biết đó là hiện bây giờ đó là phải gắng làm sao muốn cho thân vượt khỏi lệ, cấm xào trì trí, một bề lo tu. Nhưng mà nói cái tu á, dường như nó ít nghe quý vị. Ở đây mình còn nghe được Phật Pháp, nghe đồng bào, anh em, huynh đệ mình còn nghe nhé. Những cái chỗ khác lấy gì người ta nghe quý vị? Ít lắm. Cho nên ít có người khám rõ cơ quyền. Ta chờ, tức là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Như vậy thì quý vị biết là Đức Thầy đã cho biết trước là việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn. Có nghĩa là việc thiên cơ này khùng tỏ hết là coi như là đã tường tặng cho mình biết là hiện bây giờ cảnh khổ nó kế bên, là coi như là nói về cái việc thiên cơ là như thế nào. Thiên là chờ, cơ là cái máy, tức là cái máy chờ xây chuyển. Mà Đức Thầy đã diễn tả cho biết là sao? Hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Như vậy thì quý vị biết là hiện bây giờ nó chỉ là biểu hiện cho một cái sự như là hạn hán, khô đất nứt gì đủ thứ hết trơn á quý vị, là nó khác thường rồi.
biểu hiện cho mình biết á, những cái chỗ động đất rung rinh nhẹ thôi nó sụp một cái thì rồi tiêu hết. Mà Đức Thầy đã cho biết là cái cảnh khổ nó ôi khổ ôi là khổ, mà phải là ta bà khổ, rồi ta bà lắm khổ, khổ mà còn phải lắm khổ nữa là gì? Là vì chúng sanh gây tạo ác nghiệp rất là nhiều cho nên mới sanh ra như thế này. Bây giờ quý vị thấy, hiện bây giờ cho quý vị biết trước, mình còn ở đây là còn đỡ nghe, nhưng mà Đức Thầy đã tiên tri cho biết chỗ này. Sau này cảnh diễn tả cho biết là, quý vị biết ở bên mà hiện bây giờ là hai thằng Ukraine là Nga nó đánh với nhau dập dồn rồi đó. Âu Á lung tung nhuộm máu đào, ba tanh sai xưa mùi phú quý, sau này sẽ dương cảnh đồ lao, đồ lao muôn lánh sớm nghe ta bố thí trì trai giữ giới, mà tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàng cầu đến đó ấm cùng đó. Như vậy là Đức Thầy đã cho biết đó, là phải bố thí trì trai giữ giới mà. Như vậy thì mình mới thoát khỏi được cái cảnh này nha quý vị. Tại sao Đức Thầy chúng ta phải kêu mình ráng tu đặng mà chết? Sao ngộ ông Phật ông kêu mà tại sao tu đặng mà chết? Như vậy thì mình phải ráng tu đặng mà chết chứ không phải ráng tu đặng mà sống. Bởi vì á, cái đời người là vô thường, đâu ai biết được ngày mai. Ngày nay yên tĩnh mà ngày mai thảm sầu. Cảnh khổ coi như là quý vị biết là hiện bây giờ đó, là những cái cảnh khổ hiện tượng tới cho mình thấy là đi theo hoài, nó không có ngừng chạy nha quý vị. Tại sao vậy? Vì Đức Thầy cho biết là khổ đà đi đến như tên. Như vậy là khổ đà này đi đến như tên là nó lẹ gấp rút rồi. Cho nên vì lẽ đó ngày hôm nay ngài mới dục thúc mình phải gán tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ là chỗ đó. Bởi vì là cái thời kỳ này là thời kỳ ăn xá xả tội, mà mình không tu đó thì chừng khổ cũng ân. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là tu hành đi gặp cảnh vui mừng tội thay. Thì hôm nay chúng ta nên nhớ rằng là hiện bây giờ, để biểu hiện cho mình thấy những cái cảnh khổ nó đi tới hoài, là lời ta nói có ngàn lắm nhỉ quý vị. Lời Phật nói là lời ta nói đó có ngàn lắm nhỉ. Để đây rồi chúng quỷ nó hiểu lầm. Bây giờ ở đây sớm của tôi nè cũng nhiều người lắm, rồi nói là đợi tôi là làm ăn có tiền có bạc rồi hả tu. Nhưng mà quý vị à, tu là tu, Phật trời không lựng giàu nghèo, ai nhiều phước đức thì được vào cõi tiên. Hằng ngày mình ráng lo ăn chay niệm Phật cúng lại làm lành là mình tu sửa rồi đó. Còn mình đợi mà mình là coi như là có tiền mình mới tu cái này, ông Phật đâu có chỉ. Ông Phật ông dạy mình là ti tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý, phải không? Như vậy thì là đâu phải mà dạy mình phải tu mà giàu mới tu được, nghèo cũng tu được mà giàu cũng tu được. Bây giờ có mấy người ở đây nè, người ta hẹn lần hẹn lựa muốn tu mà còn đợi chiều mai, tối ngày lo coi cải lương, lo coi là coi như nhạc, coi đủ thứ hết trơn, rồi cuối cùng rồi là nhắm mắt, rồi chỉ đem tội với phước, hai đường tỏ đỏ, thực tế nó là gì đó. Bây giờ quý vị thấy không? Vậy thì lời Phật nói không lẽ giờ ông đi Phật đi xuống đây năn nỉ từ người từ nhà, bây giờ tu không tu cũng không mời thỉnh. Bởi vì thương chúng sanh ngài mới viết kệ cơ giảng dạy ít bài, nhưng mà làm không thì tự ý. Bây giờ tu không tu là ý đó là không mời không thỉnh gì hết, nhưng mà nói lên đây để chi? Để chỉ cho mình, nếu như kiếp này mình không tu đó quý vị à, rồi những cái người mà không tu mà chết rồi đó thì đi về đâu? Chỉ có con đường rớt ở dưới đó. Chốn âm ti ngu đầu mã diện, đang trong ngày tớ số bắt hồn, thì cõi âm thần bệnh xấu dịch ôn, thì chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Thì quý vị thấy là rõ ràng là hiện bây giờ những cái người mà
không có duyên thì họ nghe Phật pháp tới là họ ngán rồi. Tại sao chữ lộn hay là cự lộn gây lộn gì đó chạy ra coi nhưng mà nói tới đạo đức thì dường như họ không có thích nghe mà họ còn bác lại nữa, mang cái tội rất là nặng. Như vậy thì mình cần nên thương những cái người này, tại vì người ta không có duyên. Cho nên Đức Thầy nhắc cho mình biết đó, nói đạo đức đó, thì nhiều người bắt bẻ mà làm hung sùng, nhiều kẻ chạy theo. Bây giờ anh em, tất cả anh em huynh đệ mình, bây giờ nói về đạo đức đây, mình được cái gì quý vị? Mà anh em đem những cái tinh hoa, cái học hiểu biết, những cái gì, sự mà đem những cái mà lời Phật dạy cho mình để mình truyền lại, rồi anh em được cái gì? Hết công sức của anh em rất là nặng nề, nhưng mà không còn không chịu nghe thì mình ráng mình chịu chứ. Bởi vì lời Phật pháp hoàn toàn chân lý, là đem những cái chân lý cho mình, nói chân lý cho mình hiểu. Bây giờ anh em mà nói cái gì mà không đúng chân lý, mình có quyền góp ý mình sửa, mà nói chân lý mà có khi người ta không có duyên thì cũng khó nghe lắm. Bởi vì là đây là nhiều khi mình cũng thấy rõ là, thí dụ mình chỉ anh em ráng ăn chay, cúng lại niệm Phật làm lành như vậy thôi, mà nó còn khó rồi đó quý vị. Khó là khó chỗ nào? Khó là cái chỗ mình không chịu làm. Bởi vì mà mình chỉ đi làm là làm cái việc tội là việc phước, rồi việc là việc tội là việc phước cũng làm, mà việc tội cũng làm, rồi có khi là coi như là tạo còn nhiều hơn cái việc phước nữa. Thành thử ra vậy mà làm mà còn chỉ mình nội cái cúng lại thôi, cái cúng lại thôi mà anh em đồng đạo chúng ta hay là tất cả mọi người mình dìu dắt lẫn nhau đó, cúng lại thôi, cúng có nhiêu quý vị, thời gian cúng lại mình chỉ có nhiêu phút đâu, cao lắm 15 phút đồng hồ, mà mình ngồi mình định tâm, mình ngồi cho tùy theo sức yếu mạnh của mình, không ép không buộc ai hết. Nhưng mà quý vị ơi, được bấy nhiêu người, mình nhìn lại coi được bấy nhiêu người. Cho nên khó là khó cái chỗ đó là gì? Đức Thầy nói sao? Thằng gắng sức ra công khuyến dỗ, dình thuần phong mỹ tục của rồng tiên, tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tinh dòm Phật tiên nói chi. Như vậy thì mình phải dòm Phật tiên để mình nói chi. Bởi vì thầy ra đời là vì thương sanh chúng, cho nên ngài mới gắng sức ra công khuyến dỗ, dình thuần phong của mỹ tục của rồng tiên, là những cái là gọi là những cái điều tốt đẹp. Như vậy thì mình phải bắt chước. Mà con cái bây giờ đó, theo cái đời này nghe quý vị đồng đạo mình, lớn lớn tuổi như mấy chú mấy bác mấy huynh gì nè, còn tu được nha, nhờ nghe giáo pháp nha. Chứ cái đời đó là theo như cái đời của đệ đi, bắt đầu lằn lằn rồi thế đạo suy mòn, nền xưa nếp cũ hỡi còn mấy ai, nên ta thở vắng than dài. Tức là Đức Thầy ra đời là thở vắng rồi than dài. Quý vị ơi, bị vật chất văn minh nó lôi cuốn, coi như là những cái cảnh khổ nó lôi cuốn mình là gì? Do nơi là những cái vật chất hiện bây giờ, đời vật chất văn minh chiều chuộng. Hay là coi như Đức Thầy có nói như thế này, tức là bỏ hết trơn cổ tục nhà, phỉ bám khinh chê. Cổ tục nhà mà phỉ bám khinh chê, ông bà mình hồi xưa làm sao dạy mình từ cái chi tiết dạy ăn rồi dạy ở, mà Đức Thầy ra đời rồi dạy mình luôn là ăn ở là chu toàn, dạy đủ điều hết. Cho nên mình đi lạc rồi, thành thử ra lạc hết trơn rồi quý vị. Bọn gái mới ra đường tha thước, bỏ hết trơn nề nếp ông cha, khác tánh tình người cổ nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Mà Đức Thầy ra đời là tại sao ngài phải phiên trai gái ráng coi sử sách, đứng trung thành giữa dạng thiết chinh. Như vậy thì mình biết là hồi xưa tới giờ mình đã lạc đường là nhờ là coi như là không biết cái đường đi, mà hôm nay mình biết đường thì nhờ ai? Nhờ Đức Phật, Đức Thầy chỉ đường cho mình. Chứ đúng ra là quý vị mình đồng đạo mình cũng nhờ cái giáo pháp của Đức Thầy mà đi đúng chân lý.
Chứ hồi xưa tới giờ nghe quý vị, lạc rất là nhiều. Là gì? Ai đâu mà chịu coi giáo lý? Quý vị nhìn coi kỹ coi, trên cái vùng mà An Giang mình thôi, mà xứ đạo mình đó, nhờ có Phật ra đời, vậy mà con số biết bao nhiêu, được bao nhiêu người giác ngộ tu hành, mà con cái là Đức Thầy ra đời mà mình không tu phải uổng không quý vị? Đức Thầy nói kể từ nay tiên Phật Thánh Thần lo dạy dỗ dương chằng chẳng xiết. Hay là kể từ rài, vàng lộn với thao Phật tiên Thánh cùng nhau xuống thế. Như vậy là Phật tiên Thánh đã xuống thế hết, đã dục thúc cho mình tu rồi. Mà mình còn thờ ơ phải uổng không? Uổng là gì? Mình được sanh vào cái vùng An Giang, nghe được Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp. Bây giờ mình nói là nói đây nghe quý vị, nhiều khi mình nói thì, nếu không nói thì biết đâu văn sửa. Cái lời Phật Pháp nói ra đó, dường như người ta khó nghe, khó chịu lắm. Rồi bắt đầu người ta mới bắt bẻ. Nhưng mà thầy nói là chớ nên bắt bẻ Phật thầy, ngày sau phải đọa đài đừng thoang. Rồi bây giờ là có người ta nói là xiên nói xỏ nữa gì. Người xỏ mình đáp lại chứ nào có muốn giết thi du. Tức là Đức Thầy diễn tả ra hết, ai hỏi cái gì là thầy diễn tả hết. Bây giờ á, mình tu ở đây đâu có tốn tiền xu, mà sao thoát khỏi ao tù thế gian nghe quý vị. Bởi cho nên á, mình tu là phải xa địa ngục. Bị hỏi sao á? Tu là phải xa địa ngục. Còn cái người không tu thì gần địa ngục kế bên. Bởi vì lúc nào người tu là phải xa địa ngục. Thường thường ta nói ông không tu đó, ông tu đó thì ông xa địa ngục, còn ông không tu đó là gần địa ngục. Như vậy thì Đức Thầy đã diễn tả cho biết địa ngục là ở đâu. Đức Thầy nói là ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình. Tí lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường giặt xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thượng ai đường to rò. Như vậy là đây là Đức Thầy đã chỉ cho mình biết là địa ngục cũng tại tâm làm quấy về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Bây giờ cái lời Phật Pháp là lời chân chánh, là dường như là nó xỏ mà không công nào có biếm đời. Thấy lạc lầm mới khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chúng. Coi tâm kệ làm theo mới chúng, để lạc lầm lắm bớ tăng đồ. Như vậy thì mình coi tâm kệ mình làm theo là nó đúng như cái lời thầy dạy đó quý vị. Thì thôi hôm nay chúng ta thấy những cái cảnh diễn tả cho mình biết là nào là động đất, nào là sóng thần, nào là giặc giả, nào là coi như là hiện bây giờ đó là quý vị thấy cái cảnh là khô hạn. Nhưng mà nghe nói bây giờ quý vị biết hiện bây giờ đó là những cái cảnh mà núi lửa nó phun lên, nó bảo nó biểu hiện cho những cái sự kỳ lạ màu nhiệm như vậy đó, là do nơi cái gì? Do nơi trời nóng bức, rồi ở dưới cái âm độ nóng nó sẵn nó bực lên thì nó sẽ bất ngờ. Thì thành thử ra cái này là mình nói chung ra mình phải gắng cố gắng mình lo tu, đừng mình tránh khỏi cái chỗ này. Rồi bây giờ thêm nữa, Đức Thầy cho biết đó, sau này nè quý vị, là cái cảnh mà khổ nó sẽ diễn biến tới là coi như là lớp đau chết kể thâu vô số. Đừng mà lặp lại đời thượng quân. Tới chừng nào đây? Bữa nay sẵn dịp nói quý vị mình nghe luôn. Đức Thầy diễn tả cho biết là lớp đau chết kể thâu vô số, là tính không đếm, không kịp. Vô số là coi như đếm không hết được, đếm không kịp đó quý vị. Thêm tà ma yêu quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tặng diệt,
lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải dùng phép màu mới lập lại thượng quân. Bởi vì việc thiên cơ này khùng tỏ hết trơn cho chàng hạ tường nơi lao lý. Chớ lão nào có bài điều ma mỹ mà gạt đường bổn đạo chúng sanh. Như vậy thì quý vị biết là Đức Thầy là một vị Phật ra đời là chỉ đường cho mình. Mà mình không chịu tu là uổng đó quý vị. Cho nên á, hôm nay Đức Thầy đã tiết lộ thiên cơ cho mình biết để chi? Để mình tu cho gấp. Nhiều khi nói đây là lời chân chánh mà quý vị nghe nó thấy nó không thấy cái gì hết. Nhưng mà Đức Thầy có nói chỗ nào quý vị? Bây giờ chưa thấy, nó thờ không tin. Chưa thấy thì nó chưa có tin đâu ha. Thành thử ra hôm nay chúng ta gắng cố gắng lo tu đi, đừng sau này được hưởng nghe quý vị. Bởi vì chúng ta tu là gì? Tu là sửa, mà sửa xấu ra tốt, sửa dốt ra thông, sửa công thành ngay, sửa hư hèn thành đúng đắn. Thì hằng ngày chúng ta làm gì? Ăn chay nè, niệm Phật nè, cúng lại nè, làm lành và giữ giới có nhiều đơn giản, không có gì khó hết. Mà tại vì mình không chịu làm. Nói tới đây, hồi xưa tôi cũng vậy quý vị. Nói tới ăn chay là nó khó rồi, khó là khó chỗ nào? Khó là cái chỗ mình ăn thịt, ăn cá nó quen rồi. Mà kêu mình trở lại ăn rau cải nó khó. Nhưng mà cái người mà có thiện căn rồi đó, thì họ nghe câu là họ giác ngộ, họ trở lại ăn chay. Còn có người ta nói giặt dưỡng nhân. Như vậy là dơ nhân có dưỡng giặt được hay không? Rồi nhiều người không biết là cứ tối ngày mình cứ sát giết. Rồi tại sao mà mình sát giết rồi cắt cổ mổ bụng lộn da chiên xào nấu nướng người ta ăn hoài vậy đó. Mình gây tội không quý vị? Gây ra cái tội giết người. Bởi vì Đức Thầy có nói sao? Ác thứ bảy sát nhân gây dạ, tánh hung hăng đâm chém chặt bầm. Quý vị thấy không? Hồi lúc mà thờ còn cá bầm 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 bầm, ngày nào cũng vậy, đâm chém rồi chặt bầm, chắc chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đất thế ra tay hạ sát. Như vậy thì giết đến đây động lòng rào rạc, gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng biết bước tiễn đưa một bước. Như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt lo dung chồng cõi phước về sau. Bây giờ quý vị biết thì hôm nay chúng ta phải gắng làm sao giữ vững để lo dung chồng cái cõi phước về sau này. Bởi vì cái thời kỳ này là thời kỳ cuối rồi quý vị. Hạ quân chờ Phật xả tù rồi. Đời hạ quân ngày nay mỏng mẻo kỳ xả tội nay còn có một lúc à. Sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ chồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy. Bây giờ mình ráng ăn chay. Nói vậy chứ ăn chay á thì mình cũng cố gắng. Mình suy nghĩ đi, có nhiều lúc á mình ăn chay không được luôn nữa đó. Rồi bây giờ mình nguyện với thầy tổ là cho con ăn chay được, nguyện mình phải nguyện mới được, còn mình không nguyện thì nhiều khi cái tâm mình nó khiến nó sợ bệnh rồi đủ thứ hết trơn á. Thành thử ra cái đó là mình không cố gắng là do nơi cái duyên mình nó cạn quá. Nó bây giờ là ở trên tôi, sớm tôi là cũng có mấy người ở trên khúc trên này nè. À, cũng ăn chay qua rồi bắt đầu là thấy không có cái gì màu nhiệm hết cái nghỉ. Rồi cúng lại cũng không thấy gì màu nhiệm cái nghỉ. Nhưng mà Đức Phật đã dạy sao? Mãn kiếp hồng trần sanh lạc quắc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Vì vậy thì mình ráng cố gắng mình lo tu tập đi. Rồi hằng ngày đó là mình mới thấy được. Còn bây giờ mình mới vô tu mà niệm một tiếng Phật mà đòi an bệnh liền, chậm lần lành chê Phật ngạo tiên, rồi sao tội nghiệp liên miên tới mình. Bây giờ mình là chưa là coi như tu sao mà không thấy gì hết trơn. Khi mãn kiếp hồng trần mới thấy được quý vị. Là gì? Mình đã nghiêng về cái hướng của mình rồi. Thì tôi mượn cái sự một chút đó, như những cái cây trước mắt chúng ta, những cái cây mà nó nghiêng về bên đây, mình có mở miệng bên đây nó cũng ngã về bên đây. Nhưng mà nhờ dây mình gịch. Thì đồng đạo chúng ta cũng vậy. Ai mà tu yếu yếu á, thì có đồng đạo người ta gịch lại thì mới trở lại, còn không mấy là rồi đó, bỏ trôi luôn. Bây giờ tôi nói với quý vị đồng đạo mình
có nhiều khi mình nói tôi là ở đây tôi tu là ngon lành, nhưng mà để tôi vừa làm vừa tu đó. Bây giờ ông mà huynh mà Dũng ở trên này nè cũng nói vậy đó, mà mấy tháng trời tu ngon lành tự nhiên nói để tôi vừa làm vừa tu, mà khi mà lúc đó là coi như là đang tinh tấn thì quay qua vô đi vô đồng làm giết rồi quên bỏ cúng, ngày cúng là coi sáng trưa chiều mà giết rồi bỏ cúng luôn rồi lo tới rồi cuối cùng bây giờ mới chết đây nè mà bỏ tu luôn, bỏ cúng rồi bỏ tu hết phước rồi tiêu rồi chết phải về đâu, xuống dưới nó hành phạt mình. Thì mấy cái tai này là mình nói chung ra là cũng có giác ngộ tu hành một thời gian rồi thấy không có gì hết rồi bỏ cuộc nữa chừng. Mình tu rồi mình mới biết được, hằng ngày mình giống như mình đi học cũng vậy, mình học mình muốn lên lớp, thấy không, thì mình phải cố gắng mình học mình mới được điểm cao. Còn mình học nửa lần chừng cái mình bỏ cuộc rồi hỏi sao mà không gây tới mình cái quả tới mình. Thì bây giờ ai cũng vậy, ai cũng có cái nghiệp, nhưng mà Đức Thầy đã dạy sao, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Thì mình phải gán niệm Phật để mình tan đi chướng nghiệp của mình. Nói tới đây đó thì ông bạn này ông tới hai đứa con mà còn nhỏ, thì ông nói bây giờ tôi vừa làm vừa tu vừa nuôi con đúng, nhưng mà con cái á ông phải gán cố gắng làm vừa sức mình thì Phật sẽ chuyển, bị mình không chơi uống rượu cờ bạc nữa thì mình rất khỏe rồi nè. Mà con cái mình là coi như là mình đi qua đi lại bị đời nó cuốn rồi bắt đầu nốt mình vô đó rồi tiêu đó, cho nên nó bị đời cuốn đi xuôi một nước, ít có ai đi ngược dòng đời, là biết bữa nay sung sướng ăn chơi chứ không biết ngày mai khổ não. Nó bị vô minh làm ngừa khờ khạo mà hồng trần là giả tạo cứ mê, cõi lạc ban muốn thấy đường về vô minh ấy phải lo dán mở. Bây giờ mình tu ở đây là vì sửa đó, hồi xưa nè quý vị ơi, nói tới đây nha, những cái sự ăn chơi trị lạc đó là coi như những cái chữ mà mình đã nhiễm rất là nhiều, nhưng mà hôm nay nhờ cái giáo pháp của Đức Phật đã chỉ đường cho mình tu thử coi. Bởi vì ông Phật ông kêu mình làm thử coi, Nam Mô sáu chữ Di Đà từ bi tới độ vậy mà chúng sanh, xưa nay sáu chữ lạnh tanh chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá tôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, dạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tu rơi, để sau đến việc tả tơ rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành. Đó thì hôm nay chúng ta phải gắng cố gắng tu cho gấp để trễ thời kỳ khó lập công phu đó. Một giờ đem đổi muôn thu há không chịu khó lo tu cho thành. Bây giờ mình làm thử coi màu nhiệm không, bởi vì Phật pháp là phải nhiệm màu. Nó bây giờ quý vị thấy đi, trên cái cõi đời này giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, mà biết là không khổ là sao? Giàu, nghèo, nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liệu cơm nhà dách, buồn duyên số phận mình nhớ sạch dầu gia đình chung bạn khinh cười. Còn mình nói giàu, giàu thì lo chen lắng với người miễn cho được đầy gương đầy tủ, của dương thế góp tôm bảo thủ, sợ gian phi trộm cướp rình mò, lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả. Ôi, cả sang hèn chẳng ai thông thả, cái người sang hèn cũng không ai thông thả, bởi vì giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, là mình nhìn thấy là mình biết rồi. Cái ông nào mà giàu nhất coi như là thí dụ như mình nói ở đây, giàu nhất ở cái huyện Chợ Mới thí dụ, rồi coi ông đó mà không có tu hiền, coi ông đó có khổ không, khổ trong cái lẳng quẳng. Thôi nói tới đây, có một cái vị này mới mắc đây cũng chừng khoảng hơn 2 tuần, rất là giàu có, nhưng mà có trị mình được đâu, rồi cuối cùng cũng chết. Chết rồi sao, đâu có tu hiền gì, cũng nắm lấy hai tay đâu đem tiền của đem rài hầu non, mà chỉ có tạo với phước hả còn đó. Thì vậy là chết thì gì đâu, thì chỉ có con đường đi về địa ngục chứ gì đâu. Nhưng mà họ không thấy không tin, nhưng mà khi nhắm mắt đó hồn lìa khỏi xác thì quỷ vô thường nó dắt xuống diêm đình, lúc đó mình mới sợ. Thành thử ra bây giờ mình thấy không, rồi ở Chợ Mới ở đây cũng có cái ông này, ông cũng giàu lắm, ông bán là mới nghe tin là mà cũng khoảng thời gian mà một tuần mấy hai tuần nay nè, thì mới chết đây nữa nè, cũng đó bán thuốc
bán thuốc tây mà còn chết đó quý vị, mà bác sĩ mà còn chết nữa thì gì tránh khỏi không. Cho nên chỉ có cái tu mới là giải thoát nhẹ nhàng. Tại vì mình không tin, tại sao nói tôi nặng nghiệp này, này kia đó là do nơi cái gì, cái nghiệp mình nặng mình trả, nhưng mà mình phải niệm chữ Di Đà, đừng tan chứa nghiệp, thiện từ thầy rước lại non bọng. Rồi có nhiều người nói là tôi còn nợ thế gì sao tu, mà Đức Phật đã nói rồi, nợ thế thì nợ thế, tu là tu, đâu có dính níu gì cái nợ thế, phải không? Cho nên